Thưa quý khán giả và bà con nông dân, bệnh đậu ôn lá, bệnh giăng lá là do nấm và vi khuẩn gây ra. Ở giai đoạn làm đồng, nếu hai bệnh này tấn công sẽ làm hư tổn bộ lá đồng, ảnh hưởng đến năng suất. Bởi bộ lá đồng có vai trò cung cấp dinh dưỡng, hấp thu ánh sáng, vận chuyển tinh bột vào hạt. Trong chương trình kiến thức vàng kỳ này sẽ cung cấp cho bà con nông dân một số phương pháp để bảo vệ bộ lá đồng cho cây lúa. Mời quý khán giả và bà con nông dân theo dõi. Hiện trên những trà lúa thu đông ở Hậu Giang đang giai đoạn làm đồng bị bệnh đậu ôn lá, giăng lá do vi khuẩn tấn công. Mặc dù nông dân tích cực chăm sóc, bón phân và phun thuốc ngăn chặn, nhưng bệnh hại vẫn bộc phát gây thiệt hại nặng. Nhiều nơi cây lúa cháy dần bộ lá dẫn đến chết bụi. Ở giai đoạn cực trọng này, nếu để cây lúa bị hư tổn bộ lá đồng sẽ làm giảm năng suất. Bây giờ coi như cây lúa 5-6 lá là giờ nó cháy hết. Bây giờ còn chỉ là chích thuốc đợt này là lên chỉ cho nó còn có 3 lá. Bây giờ mình gắng mình dưỡng được 3 lá này là còn kiếm ăn được. Sẽ còn nếu mà mình không chích được là 3 lá này là đi. Lúa mà nhờ được cái lá mà nếu mà mình cái lá hư là cái đồng lên là chỗ cũng đâu có được cái đồng nó tốt đâu. Sức khỏe kém mà bị nó chết cây nhiều lắm mà nè, thứ gỉnh gống nè, mà thuốc rễ nữa. Phục hồi được thì chỗ đâu có được đâu. Phải lép. Mong được vài hộp. Đậu ôn này á, nếu mình chỉ không hết á thì sau này nó bị là thuốc của bông nè, rồi năng suất mình nó kém nè, học gạo mình thì nó không được đạt thôi nè, lừng ngủ cầm lum cho là không có bằng của người ta. Thấy lũ anh giờ có phục hồi rồi đó mà sao nó không có phải không? Phục hồi mới bữa nay thấy có lý rồi đó, hổm trời ơi, cũng khi gốm vậy. Vụ lúa này do xuống giống cập rập, rơm rạ chưa kịp phân hủy nên cây lúa kém phát triển ở giai đoạn đầu. Từ đó nông dân bón nhiều phân đạm, tạo thuận lợi cho nấm bệnh xâm nhập gây hại. Cháy này thì tôi xử lý lần này là lần thứ hai. Cái lần đầu thì nó cũng có nhưng mà khi số lượng nó nhẹ. Nhưng mà khi xịt vô rồi đó là làm thuốc nó không có được đủ độ thuốc. Nó là bằng nó bộc phát mạnh lên. Từ nay chúng tôi tăng cường thuốc mạnh hơn. Xịt cái liều lượng nó đủ nước hơn. Xịt đậm hơn. Cũng như theo khuyến cáo nhưng mà mình xịt đủ nước hơn. Ví dụ công là ta khuyến cáo là mình xịt 2 bình gạch. Điều này tôi tăng lên 2 bình máy một công. Nếu mà không xử lý nó là nó để cho tới cái lá đồng nó làm luôn tới lá đồng luôn là thiệt hại khoảng 50% chứ không ít. Sản xuất vụ lúa này, nông dân gặp nhiều khó khăn bởi mưa nắng thay đổi bất thường, dịch hại cũng phát sinh nhiều. Đồng hành với nông dân qua những buổi thăm đồng, tọa đàm của công ty Quá Nông Lúa Vàng, các nhà khoa học đã cung cấp các giải pháp kỹ thuật canh tác, cách phát hiện sớm các loại dịch hại để phòng trị kịp thời. Như ngày thường á, coi trên TV á, thấy kỹ sư cô đó, rồi bữa nay mới quyết định đi vô giám mặt hỏi. Nói chung là hồi đó giờ mặn 5-4 mà, bây giờ mới mặn 4-1, rồi mười mấy năm rồi giờ quay qua giống này cái không hiểu, không biết làm. Làm cái thế nó vàng lá gì nè, rồi sợ chỗ ra rồi nó bị hư. Nếu theo như các nhà khoa học trả lời như vậy thì am hiểu thì cũng am hiểu. Nhưng có một cái thì nếu làm như vậy thì nông dân làm không có còn được đồng lãi là do nơi mình đã xịt quá nhiều lần. Nó không có nhất cử lưu tiện đối với bà con nông dân, thì hơi thắc mắc về phần đó. Hiện nay thì nói chung nông dân mình thì cũng quan lo về cái vi khuẩn và cái đậu ôn. Thì hai cái thành phần đó thì xịt đó thì nói chung cũng không có quan mang gì cái chất lượng về sau, những cái không có thất thoát, nhưng mà có cái thì về chi phí tốn kém hơi nhiều, thì bà con quan tâm đối với cái đồng ruộng thì nó làm thì giờ vật tư thì nó đã cao quá, thì nói chung là nông dân xịt nhiều quận quá thì nó không có đồng lãi. Thì ông kỹ sư có một cái ý kiến nào hoặc là đóng góp gì để cho nông dân mình có một cái mà phổ biến thêm để mình quản lý cho nó chặt chẽ hơn và nó ít tốn kém hơn. Bà con mình cũng có nói là hôm nay mấy ngày nay là có dông, có gió mạnh, mà thấy gió mạnh thì lá lúa nó cạ vào nhau, thì cái lá này á vi khuẩn nó qua cái lá kia rất là dễ. Cái thứ hai nữa, trong quá trình cạ thì nó có thể nó tạo ra cái vết thương, nó làm cho con vi khuẩn nó có cơ hội nó xâm nhập vô nhiều hơn. Thật ra như vậy là hôm nay trời vừa mưa nè, vừa có gió mạnh nè, thì đó là cái điều kiện rất lý tưởng để cho bệnh này nó lây lan.
Và thực tế thì hiện nay nhìn ở trên ruộng thì nó phát triển đều ở trên ruộng hết. Nếu như bà con mình mà không có trị nó kịp thời thì chừng một tuần lễ nữa bà con sẽ thấy ruộng của mình dần hết hết. Cho nên là lúc này là lúc bà con cần phải phun thuốc. Có thể là ngay chiều nay là bà con phải phun thuốc đi. Bây giờ về thuốc để trị nó thì chúng ta có thể dùng các loại thuốc trị vi khuẩn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có một cái khuyến cáo thêm với bà con như thế này. Đối với những cái ruộng lúa mà ở cái giai đoạn làm đồng á, nó hay bị bệnh vàng lá chín sớm nè, bệnh đốm vàng xảy ra ở cái ngay cái giai đoạn làm đồng, thì bà con cũng có thể sử dụng cái cuộn phi xăng này chúng ta trị ở ngay cái giai đoạn làm đồng. Tại vì lúc này là vàng lá chín sớm mà sử dụng thì chúng ta cũng phải cộng thêm cuộn, hoặc là đốm vàng mà có thì chúng ta phải cộng cuộn thôi. Chúng ta sử dụng cái vật cuộn phi xăng này sử dụng ngay cái giai đoạn đồng, nếu mà trường hợp ruộng lúa của mình thường xuyên xảy ra cái bệnh đốm vàng, bệnh vàng lá chín sớm ở ngay cái giai đoạn làm đồng. Thực ra thì đối với lại cái bệnh vàng lá chín sớm và cái bệnh đốm vàng này, nếu mà chúng ta để cho nó xảy ra sớm từ cái giai đoạn làm đồng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giai đoạn trổ, chắc chắn rằng năng suất chúng ta sẽ bị giảm nếu mà cái bệnh đốm vàng và vàng lá chín sớm mà nó xảy ra sớm. Vì vậy nếu mà trên cái ruộng nào mà bà con xạ dày quá rồi cái có cái nấm bệnh là đốm vàng nó ngay cái dưới ruộng á, hoặc là cái bệnh, cái nguồn bệnh vàng lá chín sớm này nó có ngay trong ruộng mình và thường xuyên xảy ra cái giai đoạn làm đồng là đốm vàng, vàng lá chín sớm, thì bà con sử dụng cái cọc này, bà con sử dụng ngay giai đoạn đồng. Trong khi nhiều ruộng lúa lân cận phải tốn nhiều công, tiền thuốc phòng trị bệnh đốm lá, vàng lá do vi khuẩn, thì ruộng lúa này luôn phát triển tốt, nhờ được là xạ thưa, hạn chế các loại dịch hại tấn công. Ngoài việc tháo bỏ nước đơm rạ trên đồng ruộng ra ngoài để tránh cây lúa bị ngộ độc hữu cơ, chủ của miếng ruộng này còn sử dụng thuốc đặc trị phun xịt theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa. Từ đây về sau, từ 40 ngày trở lên mình phải bắt đầu dưỡng lại, còn 3 lá sau rồi nó dưỡng lại, vừa dục phân vô, vừa rước đồng đó đó, rồi vừa cộng như thuốc xịt. Thế bây giờ thì tôi xịt 3 thằng cấp xe vi xăng dưới cơm cát, để cho cơm cát thì nó tiếp thu cái bộ rễ, dưới cấp xe vi xăng thì nó trị đạo ôn với vi khuẩn. Rồi tôi cộng thêm cái thằng Sumagong là chị vừa chị nhịn vé vừa chị mà sâu quán lá luôn. Cho nên là mình phải giữ được toàn diện là 3 lá đồng cuối ra mới được. Khi tôi xịt khóc xe vi xăng á là cái lá nó dày, rồi nó cứng, nó mướt hơn, mà thấy nó mướt hơn rõ rệt hơn người bao nhiêu thuốc khác. Thông thường thì bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long có một thói quen là sau khi bà con bón phân ra đợt 2, bà con thường phun cái cặp rốc xay phi xăng cộng với lại cái cơm cát. Thì để mà ngừa cái đạo ôn và đồng thời ngừa luôn cái tháo thân, thối thân do vi khuẩn. Còn cơm cát thì bà con phun vào để cho nó kích thích gia tăng cái sự phát triển bầu rễ, tăng tính đề kháng và gia tăng cái để chồi hữu hiệu ở cái giai đoạn mà sau khi bón phân đợt 2. Và ở cái giai đoạn bón phân đón đồng, thì trước khi mà bón phân đón đồng 1-2 ngày, bà con cũng sử dụng cái cặp rốc xay phi xăng bà con phun cộng với lại cơm cát, thì để mà ngừa được cái đạo ôn và đồng thời ngừa được cái bệnh cháy bì lá do vi khuẩn gây ra, cộng với cơm cát để nó kích thích gia tăng cái sự phân hóa đồng, tăng được cái số hạt trên bông. Vì vậy nếu bà con mà sử dụng cơm cát, bà con kết hợp rốc xay phi xăng bà con phun, thì bà con có thể giảm được cái lượng phân bón ở cái giai đoạn đợt 2 cũng như giai đoạn đón đồng. Thay vì bà con bón là khoảng 5kg ure thì bà con có thể giảm xuống là khoảng 4kg ure, tùy theo cái mật cái màu xanh trên cái ruộng lúa của mình. Từ việc kết hợp những kinh nghiệm với kỹ thuật canh tác, giải pháp phòng trừ các loại dịch hại hiệu quả sẽ giúp cho nhà nông vừa ít tốn tiền thuốc vừa có lợi nhuận ở vụ lúa này. Chương trình kiến thức vàng kỳ này đến đây xin được khép lại. Với những kiến thức mà chương trình vừa cung cấp, hy vọng sẽ giúp bà con nông dân giảm được chi phí sản xuất, tăng thêm lợi nhuận. Cảm ơn công ty Quá Nông Lúa Vàng tài trợ thực hiện chương trình này. Quý khán giả cũng có thể xem lại chương trình này tại địa chỉ website www.hauyangtv.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả và bà con nông dân trong các chương trình sau.